Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã tweet rằng công ty đã tạm thời rút lại phiên bản mới nhất của phần mềm tự lái hoàn toàn FSD Beta của công ty chưa đầy một ngày sau khi phát hành. Thấy một số vấn đề với 10.3, vì vậy tạm thời quay trở lại 10.2, Musk đã tweet vào Chủ nhật. Xin lưu ý, điều này được mong đợi với phần mềm Beta. Không thể kiểm tra tất cả các cấu hình phần cứng trong mọi điều kiện với QA nội bộ đảm bảo chất lượng, do đó là phiên bản beta công khai. Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh Tesla đang bị các cơ quan quản lý đặt câu hỏi về sự an toàn của hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến mang nhãn hiệu Autopilot sau khi một số xe đâm vào các xe phản ứng đầu tiên đang đậu trong khi hệ thống này đang hoạt động. Hệ thống lái tự động là tiêu chuẩn trên xe Tesla. Phần mềm FSD được gọi là thêm $10,000 và cung cấp nhiều tính năng lái xe tự động hơn. Tuy nhiên, xe Tesla không tự lái. Nó vẫn là một hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến và người lái xe cần phải hoàn toàn chú ý ngay cả khi FSD được kích hoạt. Một nghiên cứu gần đây của MIT cho thấy người lái xe có xu hướng ít chú ý hơn có thể dẫn đến rủi ro an toàn. Phiên bản 10.3 dự kiến sẽ được phát hành cho một số chủ sở hữu Tesla vào thứ 6 và vào thứ 7, Musk cho biết họ sẽ cần đợi một ngày khác. Sự thụt lùi trong một số đoạn rẽ trái tại đèn giao thông được QA nội bộ tìm thấy vào ngày 10 tháng 3, anh ấy đã tweet vào thứ 7. Đang sửa chữa. Có thể sẽ phát hành vào ngày mai. Các video do người dùng beta của phần mềm 10.3 đăng tải hiển thị nhiều cảnh báo va chạm phía trước mặc dù không có nguy hiểm ngay lập tức và một số phương tiện, thậm chí, còn tự động phanh mà không có lý do. Các tài xế cũng đã lên phương tiện truyền thông xã hội để đăng các vấn đề bao gồm tùy chọn auto steer biến mất các vấn đề với kiểm soát hành trình nhận biết giao thông và hoảng loạn autopilot. Musk đã tweet rằng công ty đang giải quyết các vấn đề với Autopilot và kiểm soát hành trình. Musk vẫn chưa chia sẻ ngày phát hành có thể có cho phiên bản FSD tiếp theo. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào. Chia sẻ hữu ích nhé.